Xin mến chào quý bà con cô bác anh chị em gần xa đã xem kênh LTK Bonsai. Thì hôm nay em có quay một cái clip này để gửi vào kênh LTK Phát dùm, có điều kỳ sơ sức xin bà con thông cảm nha bà con. Rồi mình có về một số mà cây linh sam 86 lá gí, cũng có sữa hai nước dây nha bà con, với linh sam siêu bông có, rồi sông hinh cũng có, rồi sam hương Đài Loan cũng có, rồi trang đỏ và trang sen nha bà con. Chỉ có mấy cây mai chiến thủy, được ba cây mai chiến thủy chung nu. Đó, mong bà con cô bác xem kênh và ủng hộ mình nha. Hôm nay trời chuyển mưa chứ hồi ánh nắng hơi phật phật, khó xem bà con thông cảm cho mình nha. Đầu tiên cây số 1 là một cây trang đỏ lá nhỏ nha bà con. Mấy cây này nó thừng chậu hết rồi. Đó, trang đỏ lá nhỏ mã số 1. Chiều cao của nó là nó 65, tán ngang của nó là nó 40 thôi. Rồi hoành vị trí này có 9 nè, nhưng mà hoành cũ nó nghe bà con, hoành cũ nó gì nè, mấy cây này trồng trong cái giót ở củ đặc sệt nè, củ 45 nha, 44 củ nguyên cục này nè, cây thừng chậu nha bà con. Rồi cái mã số 1 là trang đỏ lá nhỏ, nọ nhỏ mình giao lưu với bà con bác giá là 650, mình bao phí ship toàn quốc nha bà con, 650 ngàn. Số điện thoại mình là 0915725306, số Zalo cũng là số đó bà con ơi. Tiếp tục mã số 2 cũng là một cây trang đỏ lá nhỏ bà con ơi, thừng chậu nha bà con. Rồi chiều cao nó 85, tán nó rộng ở đây 40. Mấy cây này là chỉnh sửa nhỏ thành ra thân nó già dặn nó không lớn. Rồi hoành cái này tới hoành ở đây thì nó nhỏ, một cái chỗ cái khác cũ này tới 15 đó. Chỗ này nè, củ đế thì về nha bà con. Rồi cái mã số 2 này cũng 650 ngàn luôn bà con ơi, trang đỏ lá nhỏ. Rồi tiếp tục mã số 3 cũng là một cây trang đỏ lá nhỏ luôn, cây thừng chậu 100% nha bà con, nó ăn hết đất rồi, lá nó hơi vàng tí rồi nó ra hoa nè. Mã số 3, chiều cao nó 60, tán ngang cũng 40 luôn, được mà, hoành nó 11 bà con ơi, hoành 11. Rồi cái mã số 3 này giá 600 ngàn mà coi. Rồi tiếp tục mã số 4 cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn, mình cái này mình có số lượng thành ra bán hôm nay là đi rồi hết rồi nha bà con, cái này là mới nữa nha, mình tới mấy chục cây đó. Rồi chiều cao nó là 60, tán nó rộng cũng 40 luôn. Rồi hoành vị trí này 10, cây nào cũng có củ đế đặc sệt nha. Rồi cái mã số 4 này 600 ngàn luôn. Tiếp tục cái mã số 5 cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn bà con ơi, trang đỏ lá nhỏ, cây này lùng lực nha, thì cây nào hoành nó cũng na ná như bà con, 9, 10, 11 vậy đó. Chiều cao nó 65, tán ngang nó 40 nữa bà con, cây này cũng 600 ngàn luôn nha bà con. Thì nó cái hoành nó cũng na ná nha vậy đó. Tới số mấy rồi? Rồi tiếp tục mã số 6 bà con ơi, cũng là trang đỏ lá nhỏ, cái này cũng lùng lực nữa nè. Đó, cây sửa rộng hồi nhỏ. Rồi chiều cao 40, tán ngang cũng 40 luôn, hoành cũng có 9-10 vậy bà con, cái củ đế thì về nè, giống nhau có lứa một à. Đó, rồi cái này cũng 600 ngàn mã số 6 luôn. Tiếp tục mã số 7 luôn bà con ơi, cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn, mã số 7, chiều cao nó là nó 62, tán ngang nó cũng 40 luôn, hụt 40, cây này không tới 40, tán nhỏ hơn tí. Thì cái hoành nó cũng vậy nha bà con, hoành cũng 9-10 vậy đó, củ đế thì nó cứ ngắt một cục vậy nè. Rồi mã số 7 này cũng 600 ngàn luôn. Tiếp tục mã số 8 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ, rồi cây này cũng 600 ngàn luôn, cây này củ đế đẹp nè, tàn nó hơi gọn như cây này đế quá đẹp. Rồi chiều cao 60, cái tán thì mình nuôi được nha bà con, tán ngang 35, cái tán mình nuôi rộng là dễ, nhưng quan trọng cái đế với củ đế với thân thôi. Rồi cái mã số 8 này cũng 600 ngàn luôn. Rồi tiếp tục là mã số 9 cũng là một cặp trang, một cây đỏ một cây sen nha bà con. Cây này trang sen nó có bông gì nè, đó nó đang ra hoa nè, cây này là thừng chậu nha, thừng cái chậu này ra một điều sống khỏe rồi. Cây này là trang đỏ lá nhỏ, cây này là trang sen. Đó, một bán một đôi.
chiều cao nó 30. Cái đó cũng bằng đây, cái này có hoành nhỏ nha. Hoành có 10 hả? Cũ đây thì 22. Rồi, cái này hoành 12. Rồi, hoành đế nó tới 48 nè. Trang đỏ lá nhỏ với một cây trang sen. Rồi cái đôi này giao lưu giá 900 ngàn một con ơi. Mã số 9 900, bao phí ship toàn quốc nha một con. Tiếp tục mã số 10. Cũng là một đôi trang, một cây đỏ cây sen luôn. Cây này trang sen luôn một con. Cây này đỏ. Cây này củ đế vậy nè. Củ đế rất là đẹp. Nó liền rễ hết rồi. Cây này trang sen. Thì cái hoành cây này khoảng 9 này nha. Cây này khoảng 11. Đó, chiều cao gan tay. Rồi cái đôi này bán có 600 ngàn thôi. Bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại mình là 0915725306, số Zalo là cũng là số đó bà con ơi. Rồi tiếp tục mã số 11, cũng là một cây trăng sen luôn. Một đôi trăng sen. Mã số 11 đôi trăng sen nha bà con. Đó, cây này hoành khoảng 897 gì đó hả. Chiều cao thì nó 30. Đó, hoành cây này nha bà con, khoảng 8 nha. Cái này khoảng 9 nè, 9-10 chỗ này. Rồi đôi này có 500 ngàn, 450 ngàn mà coi. Đôi trăng sen 450 ngàn. Rồi tiếp tục là mã số 12, cũng là một cây trăng sen Nhật luôn nha bà con. Trăng sen Nhật là rất lâu tàn nha. Cái hoa nó ra là, nè. Hoa nó tới cả tháng nó mới tàn hết một cái hoa. Nó chỗ rồi nó búp búp gì lâu lắm. Chiều cao của nó là nó 26. Tán ngang thì nó 22. Trang sen Nhật. Rồi hoành vị trí này 14. Hoành cũ ở đây 22 rưỡi. Đó thoát thân lên gần tấc nha bà con. Kể lên tấc đó. Rồi cái này có giá là nó 750 ngàn nha bà con. Trang sen mã số 12 750. Tiếp tục mã số 13 cũng là cây trang sen luôn. Cây này bị mình trồng nó hơi nghiêng nữa bà con chỉnh lại giùm nha. Bị cái bầu trồng lúng nghiêng nữa trồng chỉnh lại giùm mình. Nó cũng có bông nữa nè. Không có nói nghe bà con, trăng sen Nhật. Rồi, chiều cao nó 26, tán ngang nó 24. Hoành vị trí này nó 11 thôi. Hoành cũ nó 21. Cái bộ đế nó sởm bên đây tới 1 tấc nha bà con. Đó, 1 tấc đúng á. Cây nào cũng vậy hết. Rồi, cây mã số 13, 650 ngàn bà con ơi. Tiếp tục mã số 14, một đôi trăng đỏ lá nhỏ nha bà con. Đôi này đế quá đẹp luôn nè. Đế nằm trong trồng trong cái giót, thành ra đế đẹp, cây sống khỏe nha bà con. Đó, thử một cây cho bà con xem nha. Cái hoành thử nha. Hai cây này bằng nhau. Rồi hoành đây 11 nha bà con. Hai cây hoành bằng nhau, chiều cao một gang tay. Đó. Một đôi mã số 11 này mình giao lưu với bà con cô bác giá là 850 ngàn nha bà con. 850 ngàn mã số 14 trăng đỏ lá nhỏ một đôi. Rồi tiếp tục là mã số 15 cũng một đôi luôn nha bà con, mình bán một đôi. Đôi này 800 ngàn nha bà con. Hoành cây này cũng bự à. Tổng hoành nó 15 lắm. Rồi cái này 12. Đó. Trăng đỏ lá nhỏ củ đế vậy nha bà con, tròn vo trong cái giót nha. Rồi cái mã số 15 này 800 ngàn một đôi luôn. Trăng đỏ lá nhỏ. Số điện thoại mình là 0915725306, số Zalo là số đó. Bà con có chốt hàng thì liên hệ qua số điện thoại này nghe bà con, có Zalo luôn. Chiều cao nó 25. Hoành cây nhỏ này. Hoành cây nhỏ 12, cây này khoảng 13 14 nha bà con. Cây này nó bự hơn nè. Rồi cái đôi mã số 16 này 600 ngàn mà coi. Tiếp tục đôi mã số 17 con trăng đỏ lá nhỏ luôn. Chiều cao nó 20 nha bà con. Hoành này cây này khoảng 9 nha, cây này khoảng 10. Rồi, cái đôi này mã số 17 này 550 ngàn bà con ơi, giá hữu nghị bà con ơi, mình bao phí ship luôn rồi đó. Rồi, tiếp tục là mã số 18. Cũng là đôi trăng đỏ lá nhỏ, cây này đế đẹp, quá đẹp. Cây này dáng như chiếc lá luôn. Chiều cao nó 20. Nó hoành cây này khoảng 12 13 nha bà con. Cái này cũng bự nha, nguyên cụm này thì lớn á. Đó, hai cây dáng đa rất đẹp. Rồi, cái đôi mã số 18 này là 700 ngàn nữa bà con ơi. Rồi, tiếp tục mình có mấy cây sâm hương Đài Loan nha bà con.
chứ rồi anh bán hết rồi, đợt này cũng còn mấy cây nữa nha bà con. Sam hương Đài Loan dáng đổ nha bà con, chiều cao nó là 20, cần đổ ở đây nó 26. Rồi hoành vị trí này 18, cây củ đế dòn do nha bà con. Rồi cây này giá 400.000 bà con ơi. Cây sam hương mã số 19 8 nha, 400.000. Tiếp tục mã số 20 cũng 400.000 luôn nha bà con. Sam hương Đài Loan chiều cao nó 20, cần nó bay ra đây là nó 25, hoành vị trí này nó 20. Đó, cây này mã số 20 này 400.000 nữa mà coi. Tiếp tục là mã số 21. Đó, cây này dáng cũng rất là đẹp. Mỗi cây dáng khác nhau nha bà con. Rồi, chiều cao nó 18, cần nó bay ra đây là nó 30 nha bà con. Cây không có thể dít liền hết nha bà con. Rồi, hoành 17. Rồi, cây này cũng 400.000 nữa mà coi. 400.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục là mã số 22 nha bà con, nãy 21 này 22, cái này 350.000 thôi. Rồi hoành vị trí là 16, cần nó bay ra đây là nó 32. Đó, cái này giá 350.000, mã số 22 nha bà con, sam hương Đài Loan. Tiếp tục mã số 23, cây này đế đẹp, thân nó nhỏ mà đế rất là hay. Chiều cao 20, cần nó đổi xuống đây là nó 20 luôn. Hoành vị trí này 14, đế thì đẹp nha bà con. Ngọn cây này cũng 350.000 luôn, sam hương Đài Loan. Rồi tiếp tục mã số 34, của 24, nhầm. 24 này cũng 350.000 nha bà con, chiều cao nó 22. Cần nó đổ ở đây nó 24. Hoành vị trí này 15. Rồi cái này 350.000 luôn. Rồi tiếp tục mã số là 25. Cái này mình trồng hơi chật chật lên chút cũng được. Dáng gì dáng lông. Chiều cao nó là nó 34. Đây để đẹp. Rồi hoành vị trí là 15 luôn mà con ơi. Ngồi đế này rất là đẹp. Rồi cây này cũng 350.000 luôn. Mã số 25 350. Tiếp tục mã số 26. Chiều cao nó là nó 24, cần nó bay ra đây là nó 26. Sam hương Đài Loan nha bà con. Rồi hoành 15 luôn. Rồi cây này mã số 26 này là 350.000. Tiếp tục mã số 27. Cũng là cây sam hương Đài Loan nè bà con ơi. Chiều cao nó 33. Rồi hoành vị trí này 15. Rồi 27 này cũng 350.000 nữa bà con ơi. Tiếp tục là mã số 28. Cũng là một cây sam hương Đài Loan. Cây bao sức khỏe nè bà con. Rồi chiều cao nó 26, cần nó bay ra đây là nó cũng 27 luôn. Cây này đế đẹp. Rồi hoành 15 mà con ơi. Rồi cái mã số 26 này cũng giá 28 chứ. Mã số 28 mà con mình nhầm, 350.000 mã số 28. Rồi tiếp tục mã số 29 là mấy cây linh sam siêu bông nha bà con. Siêu bông là mấy lít rồi anh bán hết, mấy cây này mấy cây mới nha bà con. Cái này vừa cắt bỏ rễ trên được, bởi vì là không kịp. Bỏ rễ này nha bà con. Rễ này bỏ. Lấy rễ dưới đẹp lắm. Linh sam siêu bông. Nó rất là xa bông. Rồi chiều cao nó 30, tán nó rộng ra đây là nó 50. Chiều cao 30, tán rộng 50. Đó, linh sam siêu bông nha bà con. Cây nào nó cũng quái lắc lượng vậy đó. Rồi đâu cái hoành cho bà con. Rễ này dư rễ gì bỏ. Rồi hoành nó là 18. Rồi cái mã số 29 này 750.000 mà con linh sam siêu bông, mã số 29 750.000. Tiếp tục là mã số 30, cũng là một cây linh sam siêu bông luôn.
mình bao sống bao ship luôn. Mấy này chậu nhựa mình ship lỡ có bể bà con thông cảm nha, bởi vì chậu nhựa mình để nuôi cây tạm thôi. Rồi chiều cao nó là nó 35, tán nó rộng ở đây là nó 350 58. Cây này nó hai thân nó quái nha bà con, rất là quái. Rồi bình trí này có 14 à, nhưng mà hai thân rất là hay, nó quyện nhau, thân trên thân dưới nó rớt xuống nè, tính như kiểu rằng nó rớt hơi rơi xuống được. Rồi mã số 30 nè, 750.000 đó bà con ơi, bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục là mã số 31, cũng là linh sam siêu bông, chuẩn xác quá. Chiều cao nó 40, tán nó rộng ở đây nó 50 nha bà con, chiều cao 40 tán rộng 50, linh sam siêu bông đó. Nụ nhiều lắm nó đang lên nụ sắp sửa ra hoa nha bà con. Rồi hoành vị trí này 17 nha, cây giống quái hoa. Rồi cái mã số 31 này giao lưu giá 700.000 mà coi, 700.000 linh sam siêu bông. Rồi tiếp tục mã số 32 cũng là một cây linh sam siêu bông luôn, cây này cũng hai thân nó quyện nha luôn, rất là quái, nó quằn mèo giống linh sam siêu bông nha bà con. Rồi chiều cao nó nữa 40, tàn nó rộng ở đây là nó 55, cây này hai thân to, đế chảy đều hết bốn mặt, đế này hoàn hảo. Rồi hoành nó 23, đế chảy đều hết nha bà con, bốn mặt hết nha, cây này đế đẹp. Rồi cái mã số 39 này giao lưu giá 950.000 bà con ơi. Ở 32 nhầm, mã số 32 950.000 mình bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục mã số 33, cũng là một cây linh sam siêu bông luôn, hai thân nha bà con, nó quyện một thân nó bay bay ra đây, thân trực nha bà con, thân nó bay ra đây rất là hay, nó lủi ra đó. Linh sam siêu bông cái này mình vô được hai nước dây gì bà con nuôi tiếp tục nha. Rồi chiều cao nó 36, tán nó rộng ra đây là nó 55, tổng hai thân nha, tổng hai thân nữa là nó 23, một thân cỡ chừng 12 13 thằng em bà con, hai thân nó quyện nhau nè. Rồi mã số 33 này 900.000 bà con ơi, mình bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của mình là 0915725306, số Zalo là số đó bà con ơi, mong bà con cô bác xem kênh và ủng hộ mình. Rồi tiếp tục cây mã số 34 cũng là một cây linh sam siêu bông, chiều cao nó là nó 45, tán nó rộng ở đây này là 55 nha bà con, cây này hai thân nó quyện nha nữa nè, rất là hay, cây này nuôi thời gian nữa là đẹp nha bà con, bây giờ mình mới vô hai nước dây thôi bà con, về nuôi tiếp mình nha. Rồi hoành nó 22. Rồi cái mã số 34 này 900.000 mà coi, mình bao phí ship luôn nha, 900.000 là chọn phí ship luôn. Rồi tiếp tục là mã số 35 cũng là một cây linh sam siêu bông, cây này đế khủng nha bà con, cây này bây giờ đó ta trồng ở trong cái thùng nhựa nè, ta nuôi tới lớn luôn, thành ra là nó ăn đầy cái bộ rễ nè, cây rất là già nha, cây này nó già dữ lắm luôn, linh sam siêu bông, siêu bông là nó vậy đó, yêu cầu lá già lá ra hoa nha bà con, nó dễ để bông lắm, nó gọi là siêu bông mà. Đế thì quá bộ đế luôn, chiều cao nó là nó 36, tán nó rộng đến nó 55, hoành thân thì nó không có lớn mà già cây lắm, hoành nó 16 thôi, tổng cái nồi đế nha bà con, đế là như con thú à. Tổng nồi đế là 62 nha bà con, củ đế là 62 hết, biết cái cục đế rồi, cây này chơi thời gian lâu giá trị lắm, đế đẹp. Đó, cây linh sam siêu bông mã số 35 là mình giao lưu giá 1.500.000 nha bà con, mình bao phí ship, mình ship luôn cái chậu nhựa lận nha bà con, chậu này chậu bằng nhựa đi là có quả bà con thông cảm nha. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mình có một cây sông hinh nha bà con, sông hinh mã số 36 nha, cây này sông hinh đây dáng quan nhân nha, dáng quái nhỏ nhưng mà cây này già lắm, 37 gì đó đó.
Rồi chiều cao nó là 39, tán nó rộng ở đây nó 40 nha bà con. Cây này nó không lớn nhưng mà rất là già, vành nó có 12 thôi. Này có nụ nhiều lắm nha bà con. Nó đang ra nụ rồi, linh sam song hình, dáng quan nhân rất là quái nha bà con. Rồi cây này mã số 36 là 600 ngàn mình ship luôn chậu luôn nha bà con, 600 ngàn mình ship luôn cả chậu luôn. Rồi tiếp tục là có cây song hình, lấy cây này chứ rồi người ta trả giá không xong rồi thôi, chứ này mình giao lưu lại nha bà con, bị cái hoa nó rất là đẹp thôi, mà để mình quay lại coi bà con cô bác nào nào có chốt thì chốt gì chơi. Nó thì cái cây này xuyên hoa vậy nè, nó hoa rực rỡ luôn đó, thấy quá đẹp thôi quay lại một lần nữa coi bà con giao lưu được thì giao lưu. Chứ cái giá mình để cũng hữu nghị rồi, trả rẻ quá mình bán không có lời, thông cảm. Rồi chiều cao đó là nó 68, tán nó 75 nha bà con, vì cây này ship phí ship nó nặng lắm. Rồi anh em cũng thông cảm với giá trả chứ rồi em không có lời, em không có bán được. Rồi hoành vị trí này nó 33 nha bà con, đó hoành vị trí là 33. Cây này nó già, cây được 3 nước dây rồi, tai chi nó bự hết rồi nha bà con. Thôi được rồi, cây này bà con biết rồi, tai chi bằng ngón tay cái hết rồi. Rồi cái mã số 37 mình giao lưu với bà con cô bác với giá 2,7 triệu, mình cũng bao phí ship luôn nha bà con, 2,7 triệu, mình cũng bao phí ship, ship luôn cả chậu rồi luôn bà con ơi, bao phí ship toàn quốc. Rồi tiếp tục là cây mã số 38, nó nghiêng nghiêng ở đây quay vô đỡ nắng. Mã số 38 là một cây linh sam 86 lá gí nguyên thủy nha bà con. Đó, cây này là nguyên thủy nha, không có ghép nha. Cây này vô được 2 nước dây rồi bà con. Chỉnh sửa được 2 nước dây rồi, 86 lá gí nguyên thủy. Cây này thì nó bông cũng như siêu bông vậy. Già lá có bông. Chiều cao nó là 39. Tán ngang của nó là nó 45. Đó, cây linh sam 86 lá gí nguyên thủy nha bà con, quay sát cái gốc là cái gốc đế đẹp lắm. Mấy cây này đế là bao đế luôn. Rồi hoành vị trí này 19 nha bà con, hoành vị trí này 19, bao đế luôn bà con, trải đều bốn mặt luôn. 86 lá gí nguyên thủy mà đế gì nè cũng hiếm nha bà con, đế đẹp không mà vì đó trồng trong cái giót nhựa đó, đế nó gọn mà đẹp. Rồi cây mã số 38 mình giao lưu giá là 1,1 triệu nha bà con, 1,1 triệu. Vô đây nắng này sao. Rồi tiếp tục cây mã số 39, bữa nay ánh nắng nó chiếu rồi bà con cũng thông cảm xem kỹ kỹ cho mình nha bà con, quay có điều chi sơ sức mong bà con thông cảm, bởi vì ở đây bữa là nắng bữa là tối. Rồi mã số 39 là một cây linh sam 86 lá gí nguyên thủy luôn nha bà con, chiều cao nó là nó 45, tán nó rộng ở đây là nó 52. Đó, cây này đế trải đều bốn mặt nha bà con, mấy cây này đế như củ tỏi vậy. Rồi hoành vị trí này 15, hoành củ đế thì dưới vậy nè, đế nó chảy ra cũng như là cây bôn, cây cổ thụ đó. Rồi cái mã số 39 là 950 ngàn nữa mà coi, cây đế nó rất là đẹp. Rồi tiếp tục mã số 40 nha bà con, cũng là linh sam 86 lá gí nguyên thủy luôn, cây này nó ra hoa vậy nè, cái dòng này nó ra hoa dữ lắm, già lá là có hoa hả, bỏ nước cho đỏ đỏ và con tưới lại ra hoa rực rỡ luôn. Linh sam 86 lá gí nguyên thủy nha bà con, chiều cao nó là nó 47, tán ngang nó 50 60, chứ tán ngang 60. Hoành thân đây có 13 thôi bà con ơi, nhưng mà củ đế nó bự nha, nó củ đế nó chảy dưới vậy đó, đế rất là đều. Rồi cái mã số 40 này giá 1 triệu bà con ơi, bao phí ship toàn quốc luôn, ship luôn cả chậu nhựa nha bà con, cái đó là chậu nhựa. Rồi tiếp tục là mã số 41 cũng là một cây linh sam 86 lá gí luôn, linh sam 86 lá gí nguyên thủy luôn nha bà con, mã số 41, cây này tàn ấm rồi, cây này đế chảy đều luôn rồi, không thiếu chỗ nào. Chiều cao nó 51, tán lá là nó 55, mà con coi bụi đế nè, bụi đế quá khủng luôn, cây trồng ở trong cái giót hình như đế sữa nó chảy đều gan, hoành nó 17 nha bà con, đó, đế nó chảy
Được hết hồn không? Rồi cái mã số 41 này giá 1 triệu 2 mình bao phí ship luôn. Rồi tiếp tục mã số 42 là một cây trà Phúc Kiến, gọi là cây bùm sụm ở miền Nam, gọi bùm sụm nha bà con. Ở Bắc gọi trà Phúc Kiến hay gì đó, mình cũng không rành mấy. Thấy nó đẹp đẹp mua gì giao lưu thôi. Rồi chiều cao nó là nó 54. Tán nó rộng ở đây là nó 58. Chiều cao 54, tán rộng 58 nha bà con. Cây bùm sụm gọi là trà Phúc Kiến gì đó đang lú bông nha bà con. Đang chỗ qua búp búp rồi nha. Rồi để mình thông số cho bà con xem. Cây rất là già, hoành ở đây 20 nha bà con. Cây này già dặn lắm nè. Rồi hoành củ đế nó 35. Đó. Cây bùm sụm gọi là trà Hú Kiến gì đó nha bà con. Rồi cây mã số 42 mình giao lưu với giá là 2 triệu 2 nha bà con. 2 triệu 2 mình bao phí ship toàn quốc luôn, ship luôn cả chậu đẹp rồi luôn nha bà con. Rồi tiếp tục là mã số 43 cũng là cây mai chiến thủy Trung Nu. Cây này giá thủ nghỉ bà con, chiều cao 40. Mình ép vô chậu này cũng lâu rồi, về đặt lá cho bông được rồi bà con. Tán ngang 40 luôn. Về bà con lặt lá xè bông được rồi. Cây lá già rồi. Rồi hoành nó 22. Cái này nó lũa này nhưng mà nó sành hết nha bà con. Nó cuốn vô nha, không có gì nha. Mình bao rồi, cây khỏe nha. Rồi cây này có 650 ngàn bà con ơi. Mã số 43 650 ngàn. Tiếp tục là mã số 44. Là cũng là một cây mai kiến thủy Trung Nu nha bà con. Cây này là nu, loại là nu đột biến nha. Nu này nu hạt lựu nè. Nó nu nhỏ, nhỏ nhỏ mà nó như hạt lựu á. Già cây lắm. Cây này mini đĩa bàn lùng lực nha bà con. Chiều cao nó 20. Tán lá ở đây là nó 32. Đó. Cây này lùng lực. Để mình đo hoành đi rồi mình bắt đầu mình đặt cho bà con xem cái nước da của nó rất là đẹp, nu nần hết. Rồi hoành vị trí này là 20 yếu nha, 19 giữ nha bà con. Hoành nó 19 giữ. Đây, bà con coi nó nu nè. Nu nần hết rồi. Nó loại là nu hạt lựu mà nu giống mới vậy nè. Đó, nó nu từ dưới lên trên hết. Cây rất là đẹp. Nó không có rõ luôn bà con. Chá nắng không được rõ không? Thấy không? Rồi cái mã số 44 này giao lưu với bà con các bác giá là 1 triệu 3 mình bao phí ship luôn cả chậu luôn bà con. Mini đĩa vàng rất đẹp, 1 triệu 300 ngàn. Rồi tiếp tục một cây mã số 45 là cây mã số cuối cùng nha bà con. Cây mai kiến thủy Trung Nu, cây này cái bài nha bà con. Tay chi nó chuẩn rồi, lùng lực luôn. Cây này về bà con chỉ chơi được rồi. Chiều cao nó 20. Tán nó rộng ở đây là nó 37. Tán ngang ở đây là nó 30. Mai chiến thủy Trung Nu cây này lành tích hết rồi nha bà con. Nó 99% mà nó còn một tí à. Nó còn bằng cái tiếp còn tí xíu bằng cái đầu đũa nữa là lành hết rồi. Đầu đũa ăn nè. Rồi hoành cái này là 20 rưỡi nha bà con. Trên 20, 20, 20 năm đi nha. 20 thôi. Đó. Cây này là cái bài nha bà con. Đi tai chi rất là đúng nha. Đó. Đế chảy đều. Cái thẹo trên là lành hết 100% rồi nha. Còn cái thẹo dưới này nó còn một tí thôi. Nhìn kỹ mới thấy nó còn lằn nhỏ xíu à. Đó, là cái như lành tích 100% rồi đó. Mai chiến thủy Trung Nu. Thấy chưa? Cái thẹo nằm phức bên này còn tí nữa lành này. Nó lành nó như là lành luôn rồi đó. Cái này không kể thẹo nữa, lành nó còn cái lằn tít nhỏ xíu bằng đầu đũa không ăn à. Rồi cái mã số 45 mình giao lưu với bà con cô bác giá 4 triệu 8 bà con ơi. Mình bao phí ship, ship luôn cả chậu này nha bà con. Rồi cuối clip mình cũng xin chào bà con cô bác nha. Chúc bà con cô bác xem kênh được nhiều sức khỏe nha. Cũng rất mong bà con cô bác xem kênh và ủng hộ mình. Mình ở đây chân thành cảm ơn nhiều. Xin chào và hẹn lại clip sau bà con ơi.